Hi, xin chào các bạn, mình là Kiro đây. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ những cái món ăn mà mình ưu tiên ở trong chế độ sinh tồn mini war nhé. Và nó sẽ tùy theo từng giai đoạn một, giai đoạn lúc đầu, giai đoạn mà mình có nhiều kinh nghiệm, hoặc là khi mà mình có thể trồng trọt được rồi. Mỗi một món ăn thì nó sẽ có một mục đích khác nhau, có thể tăng thể lực hoặc là tăng máu. Nhìn chung thì tùy mong muốn của mỗi người thôi. Và đây là chỉ là chia sẻ ý kiến cá nhân của mình nhé. Ok, mình muốn đề xuất đó chính là thịt don don mọi người ạ. À, tại sao mình lại đề xuất là thịt don don mà không phải là những cái món ăn của những con động vật khác? Tại vì là don don thì cái tỷ lệ ra thịt nhiều hơn. Tức là với những cái sinh vật khác thì khoảng tầm là có thể ra một thịt, nhưng mà với don don thì có thể ra hai thịt mọi người ạ. Tại vì dù sao thì hồi xưa don don cũng truyền nhân là heo mà, cho nên là thịt thà các thứ cũng nhiều hơn. Đây, bây giờ mình sẽ xử bạn don don như này nhá. Cái này là do mình cầm cây kiếm rồi, cho nên là nó ra kiểu như là thịt nướng luôn. Thì với một cái thịt don don chín thì các bạn sẽ nhận được 30 thể lực mọi người ạ. Rất là cao. Thậm chí là kể cả thịt tê giác riu riu thì cũng chỉ được 25 thôi. Dạo gần đây hồi xưa chúng ta gọi là thịt bò thì nó có vẻ khá là xịn, nhưng bây giờ thì bị giảm đi rồi. Đây, thịt riu riu thì thực ra thì chỉ có khoảng tầm là có 25 mọi người ạ. Cho nên là mình thấy rằng là thịt don don vẫn ok hơn. Thịt hưu thì cũng được, nhưng mà cái tỷ lệ mà ra thịt hưu thì nó không nhiều bằng thịt don don. Đây là don don này, đấy mình sẽ thử cho bạn coi ha. Thịt don don này cũng khoảng tầm 30. Nhìn chung thì thịt hưu hay là thịt don don đều ok cả. Nhưng mà nếu mà để xếp hạng, đề xuất đưa lên thì mình nghĩ rằng là với một người sinh tồn như kiểu là không có quá là nhiều về cái tài nguyên cũng như là thời gian để các bạn đi chế hoặc là đi nấu á, thì thịt don don là một trong những loại thịt mà dễ kiếm, dễ tìm. Dù sao các bạn đi đâu các bạn cũng gặp mà, đúng không? Hầu hết là như vậy. Nếu như đến một giai đoạn nào đấy mà khi mà các bạn có thể đánh được boss rồi thì kinh nghiệm bắt đầu nhiều, các bạn có thể mua từ những anh thương nhân sa mạc ha. Cái này mình cũng nói rất là nhiều rồi. Thật sự là mình sẽ không bao giờ trồng nữa đâu mọi người ạ. À, bây giờ thì trồng nó cũng rất là khó, lại tốn thời gian, nó công sức nữa. Và những thương nhân này bán khá là ngon, tại vì là chúng ta sẽ có hai loại, một là mì sợi với lại mì sợi trứng ha. Thường thì mình sẽ mua mì sợi trứng, tại vì là nó sẽ hồi cho chúng ta thêm 20 máu, kèm theo đó là 60 thể lực mọi người ạ. À, khá là nhiều ha. Hai điểm kinh nghiệm thì mua được 4 tô cũng ngon đấy mọi người ạ. À, còn bên này thì ảnh bán mì sợi bình thường thôi, một điểm kinh nghiệm là được 7 tô cũng rất là ok. Nhìn chung thì một khi mà các bạn có thể đánh được boss rồi, kinh nghiệm bắt đầu nhiều thì cái việc mà mua mì nó khá là thoải mái. Và mình như mình đã nói, không bao giờ mình trồng đâu mọi người ạ. Trồng rất là cực luôn. Hồi xưa còn có máy farm các thứ nó còn dễ, chứ bây giờ mà mình thấy rằng là cái việc mà các bạn trồng rồi các bạn đợi nó rất là nan giải, nó rất là khó khăn ha. Cho nên là cứ mua đi cho nhanh. Tiếp đến thì với cá nhân của mình, nếu như mà phải trồng một cái cây gì đó để nấu ăn á, thì mình sẽ trồng lúa nước mọi người ạ, thay vì là cây ngô. Thật sự là mình cũng không thích trồng cây ngô cho lắm, tại vì là mình trồng cũng nhiều rồi và mình thấy nó mọc khá là lâu, cho nên là thôi mình sẽ chuyển sang là trồng lúa nước đi cho nó dễ. Với lại là cái lúa nước thì nó cũng cho các bạn một cái nguồn thể lực cũng khá là dồi dào. Đầu tiên thì mình sẽ phải chế một cái tô bằng gỗ, tiếp theo là các bạn sẽ chế một cái bát gạo sống cho mình, nó sẽ chỉ cần 3 lúa nước mọi người ạ. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải nấu nó lên rồi, nó cũng đơn giản đấy mà, nó cũng không có gì gọi là quá là phức tạp đâu. Cái bát cơm này á các bạn, thì nó sẽ cho chúng ta hồi đến tận là 60 thể lực mọi người ạ. Cực kỳ cao luôn. Đây, bây giờ mình đang đợi đây. Có vẻ như là được rồi nè. Đấy, thì đây là bát cơm ha. Cái này mình cũng đã từng nói rất là nhiều rồi, mình cực kỳ thích cái bát cơm này luôn mọi người ạ. Hồi đến tận 60 thể lực. So với là cái việc mà mình trồng cây ngô thì thật ra thì nó cũng không ngon lắm đâu. Như thế thì mình sẽ đi mua còn hơn. Thà mình ra thương nhân mình mua mọi người. Còn không thì nếu như mình trồng thì mình sẽ trồng lúa nước ha. Tiếp đến là một loại thức ăn mình sẽ trồng, đó chính là chuối. Đây là một trong những cái món là giúp chúng ta hồi máu cũng khá là ngon lành, với 30 HP một quả chuối mọi người ạ. Các bạn thấy đấy, 30 HP khá là ok so với những cái loại quả khác ha. Và cái việc trồng của nó cũng rất là dễ luôn. Chỉ cần một cái mầm cây như thế này thôi. Và để nhanh thì mình sẽ sử dụng phân nhá. Ok, thì chuối này nó cũng rất là ổn cho cái việc mà các bạn sử dụng để trồng đi trồng lại. Tại vì là đập cái thân cây hoặc là cái lá thì nó cũng sẽ ra cái mầm cây rồi, cho nên là cũng không quá là khó khăn cho cái việc trồng chuối đâu mọi người ạ. Tiếp đến là một món ăn mà mình nghĩ rằng là mọi người cũng ok thôi, đó chính là cái xô thịt dodo. Tại vì là ngoài cái việc tăng thể lực ra thì cái xô thịt dodo này nó sẽ giúp chúng ta tăng thêm một cái nữa, đó chính là tốc độ di chuyển. Nó khiến chúng ta có thể chạy nhanh hơn mọi người ạ, trong cái việc mà đánh boss hoặc là đi xa chẳng hạn. Và cái việc mà chế ra một cái xô như vậy nó không quá là khó, nó rất là dễ, tại vì dodo rất là nhiều. Dodo ngoài tự nhiên cực kỳ nhiều luôn mọi người ạ, rất là dễ kiếm luôn. Và cái việc mà tạo ra một cái xô chỉ cần thêm một cái ván gỗ thôi, không có gì khó khăn cả. Mình thấy rằng là cái xô dodo này cũng rất là ok ha. Thì theo mình á, các bạn được thì nên chế những cái xô này.
vừa tăng hiệu ứng tốc độ di chuyển mà cái hồi thể lực cũng cao.